Phật nói lời thành thật, nan trực. Trực là gặp được. Phật không thường hay xuất hiện ở thế gian. Chúng ta từ trong Di Lạc Hà Sanh Kinh có thể xem thấy, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, sức ảnh hưởng của Ngài vẫn là tương đối lớn. Cái sức ảnh hưởng này trong Phật Pháp gọi là Pháp Vận. Trên Kinh Phật nói là 12.000 năm. Thế Tôn năm xưa ở đời giảng Kinh nói Pháp 49 năm. Sức ảnh hưởng có thể ảnh hưởng đến 12.000 năm. Căn cứ theo ghi chép của người Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến ngày nay là 3.020 mấy năm. Pháp Vận của Ngài chính là sức ảnh hưởng của Ngài còn đến 9.000 năm nữa. Sau 9.000 năm, thế gian này không còn Phật Pháp. Mãi đến Bồ Tát Di Lạc hạ sanh đến nhân gian thì hiện thành Phật, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, đến để biểu diễn một lần. Thời gian ngay trong khoảng trống đó quá dài. Ở trên Kinh Phật nói với chúng ta cũng sắp gần 57 ức vạn năm. Bạn thấy, gần 57 ức vạn năm thế gian không có Phật Pháp. Pháp Vận của Phật là 12.000 năm, so với 56 ức vạn năm không thể nào so sánh. Chúng ta đến thế gian này để đầu thai. Làm thế nào khi vừa đầu thai đến thì gặp được Phật Pháp? Làm gì có việc trùng hợp đến như vậy? Cho nên nói khó gặp, khó thấy, thật khó. Chúng ta ở trong sáu cõi luân hồi, đời đời kiếp kiếp, xả thân thọ thân, không thể nói mỗi lần được thân người đều nghe được Phật Pháp. Làm gì có được cơ hội tốt đến như vậy? Nếu như có được cơ hội tốt đến như vậy thì bạn sớm đã thành Phật rồi, thì bạn sẽ không còn làm phàm phu nữa. Cơ hội này rất khó mà gặp được. Cho nên Phật thường nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Chính là cơ hội này quá ít. Do đó, khi vừa gặp được rồi thì nhất định phải trân quý cái cơ hội này, quá hy hữu. Ngay đời này chúng ta đã gặp được rồi, thật không dễ dàng gì. Ngay trong đời này chúng ta được thân người, lại nghe được Phật Pháp. Không chỉ nghe Phật Pháp, hơn nữa nghe Phật Pháp chân chính, được lợi ích chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ, Pháp Môn Tịnh Độ, nếu như bạn đối với sự việc này nhận biết không được sâu, không đủ thấu triệt, thì bạn làm sao biết được trân trọng cái cơ hội này? Chỉ có chân thật thấu triệt, chân thật hiểu rõ cơ hội này không để lỡ qua,